Xin chào tất cả các anh em nha, video hướng dẫn các anh em tham gia chiến dịch iGov nhận token CFE. Đây là một token của một dự án CFEmatic. Đây là tổng cung này có 2.500 token các bạn, khá là cao. Mỗi người thành viên các bạn nhận được 0.01 EFE. Con này với phạm văn bản chất. Con này lịch sàn Uniswap vào ngày 23 tháng 10 các bạn, và phong phối vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Và con này nó có giới hạn 50 người tham gia các bạn nên làm liền. Để tham gia giá các bạn click vào link mô tả của mình. Vâng, liên quan mô tả mình mở địa chỉ ETH ra đó. Câu này khá là dễ nha các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Có lên sàn Uniswap cho 3.000 đô cho một cục cằn quá. Thì mình đón nha các bạn. Rồi, các bạn mở địa chỉ với chút wallet kia nè. Rồi, các bạn lấy địa chỉ ETH này các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn nên làm nhanh nha các bạn. Nếu có giới hạn 5 người đầu tiên tham gia, các bạn coi, các bạn nhập bát địa chỉ ETH cho đây nè. Rồi, các bạn chỉ bấm gửi đi thôi. Rồi, đây là liên kết của mình nha các bạn.